mà thấy cái dự án kỳ này được đúng không? Rồi tao theo mày luôn. Ừ. Rồi trời ơi, từ trước tới giờ lúc nào mà tao không hỏi mày, không hỏi mày biết hỏi ai giờ? Rồi tao tin tưởng mày nha. Hỏi em nè. Cúp máy cho em. Cúp máy. Đang nói chuyện với bạn chút xíu. Không có bạn bè gì hết, cúp máy cho em. À mày mày chờ xíu đi, xíu tao gọi lại nha nha. Trời ơi, làm gì vậy? Suốt ngày về nhà không nói chuyện vợ tiếng nào hết, cứ bạn hoài. Nè em, anh nói chuyện đây là anh làm việc, anh kiếm tiền anh lo cho cái nhà này. Chứ không phải anh rảnh anh nói chuyện, anh hẹn hò anh đi chơi, đi ăn nhậu đâu mà em nói. Thì em biết, ủa nhưng mà em cũng có học hành trường lớp đàng hoàng, em cũng một phần em phụ giúp anh được mà. Sao anh không nói công chuyện đó cho em để em giải quyết cho anh? Trời đất ơi, thì anh không nói với em là tại vì anh nghĩ là cái này nó cũng không phải chuyên môn của em, hiểu không? Không phải chuyên môn thì em sẽ giúp cái chuyên khác. Ví dụ như mà em tìm người khác em tư vấn cho anh, nhưng mà ít nhất anh phải nói cho em biết em là vợ của anh mà, em phải là người biết đầu tiên chứ. Nghĩ sao mà vợ con gì mà không biết gì hết. Đi ra đường hả, hồi nãy ra chợ gặp con Xuyên. Con Xuyên nó nói trời bà biết gì không, chồng tôi với chồng bà bây giờ đang làm dự án đó. Dự án này nè, dự án kia nè. Trong khi em là vợ, em ở nhà mà em không biết một cái tí xíu gì về chồng của em hết á. Anh làm vậy anh coi thường em quá à. Anh không có tôn trọng em gì hết á. Gì coi thường? Em bình tĩnh lại xíu anh nói chuyện cho em nghe, cho em hiểu. Đây nè, anh sở dĩ anh không nói gì với em là tại vì anh nghĩ không đúng chuyên môn em. Bây giờ em hỏi anh nè. Gì? Không cần phải chuyên môn chuyên biết gì hết, không cần phải công việc gì hết. Bây giờ tóm lại là em là gì của anh? Em là mẹ. Ủa gì á? Mẹ của con anh. Em là vợ anh, được chưa? Em đàng hoàng, em không có giỡn với anh nha. Anh có giỡn với em đâu. Em đang rất bực mình đó. Bực cái gì? Bây giờ anh cho em coi như là làm đúng chuyên môn của một người phụ nữ, làm vợ làm mẹ, đó là gì? Ở nhà đi chợ nấu cơm, lo cho cái gia đình này, chăm sóc cho anh. Nhưng mà em muốn là em còn hỗ trợ công việc cho anh nữa. Còn đằng này ha, em không bằng bạn của anh. Lúc nào anh mở miệng ra anh cũng bạn anh. Mà trong khi người anh lúc nào cũng công việc hết, anh có dành thời gian nào cho em đâu. Anh làm vậy giống như là anh nghĩ chắc em không có đủ cái tư cách mà em giải quyết công việc cho anh vậy đó. Mày bả nghĩ cái gì vậy? Anh muốn cho em nhẹ đầu, bớt suy nghĩ này nọ. Để suy nghĩ nhiều nhăn, tốn tiền mua mỹ phẩm. Thôi đừng giả bộ. Mấy người làm vậy mấy người coi thường em đúng không? Mấy người nghĩ là em không giúp ích được mấy người trong công việc đúng không? Thôi được rồi, nếu mà em không giúp được cho anh á. Dạ sư phụ ơi, nhức đầu quá sư phụ ơi. Bây giờ em nói mà anh cũng không có nghe em nói đúng không? Thôi được rồi, vậy bây giờ em đi. Em về nhà ngoại luôn. Hở cái giận là đòi bỏ về ngoại. Kỳ này tôi không năn nỉ luôn. Có vài bữa tự động lết về. Em đi thiệt đó. Cười. Em. Cho anh gửi lời hỏi thăm ngoại nha. Em không giữ em lại luôn. Trời đất ơi, em về đi. Giờ em thách anh giữ em lại á. Thôi đã nói rồi không có giữ được. Em muốn về thì để em về. Anh tôn trọng vợ của anh lắm. Em về cho anh coi. Chưa gõ cửa mà. Ủa? Sao vậy? Dạ. Mới qua chơi hả? Bạn vô đi. Thôi vô ngoài chơi, không có gì. Ở nhà vợ chồng giỡn hay khóc lóc vậy vui lắm. Nhà tiếng cười quá là bình thường, nhà tao khóc vui. Bữa nay là tiếng cười hả? Ủa ơi, có khách cửa nha. Làm gì nữa đây? Ăn hiếp vợ con đúng không? Phải không? Ăn hiếp gì đâu. Bây giờ em nói thẳng ra luôn nè. Anh là bạn của anh, bây giờ anh ở cửa giữa, anh công bằng anh nói đi. Anh nghĩ sao mà vợ anh ăn hiếp em rồi đuổi em về ngoại luôn nè. Ôi. Năm, kỳ vậy? Mày làm gì mà tự nhiên giờ mày ăn hiếp vợ mày, sao mày còn đuổi vợ mày về ngoại là sao? Mày hay quá, mày nghe một phía không? Mày biết tính tao có bao giờ tao đuổi ai? Tao không bao giờ mà tao dám lớn tiếng nặng lời với ai. Bởi vì bản thân tao biết tao không đánh lộn lại ai. Tao đánh cũng không lại vợ tao nữa. Nè, bây giờ em đứng đó đi, đến nói chuyện. Thôi, hai vợ chồng có gì bình tĩnh. Bây giờ tao hỏi mày nè. Tự nhiên cái tao nói chuyện làm ăn với bạn bè, tao lo cho cái gia đình này, suốt ngày kiếm chuyện giận tao hoài. Phải chứ tao đi chơi, tao gái gú gì đó giận tao, tao có làm gì đâu. Không có gái gú nào qua được em hết trơn. Em nói cho anh biết, anh là nằm trong lòng bàn tay của em nè. Mà cũng không có một người con gái nào mà nhan sắc đủ kiêu sa qua em mà có thể cướp anh khỏi tay em hết trơn á. Em, đúng rồi đó. Anh thấy anh với thằng Năm cũng thường, nói chung là giao lưu văn nghệ với nhau, cũng có ăn nhậu này kia, nhưng mà không có gái gú là không có chắc rồi đó. Đúng rồi đó. Nhưng mà sao, chuyện gì?
thì bây giờ không gái gú thì là công việc. Ảnh không tôn trọng em, ảnh không nói bất cứ cái công việc gì của ảnh cho em nghe để hai em giải quyết cùng ảnh hết. Anh thấy vậy là thiếu tôn trọng em không? Giống như anh coi thường em vậy. Mày nghe vậy tức không? Tao không nói cho vợ tao biết là tại vì tao không muốn vợ tao lo. Rồi tao không muốn vợ tao phải suy nghĩ nhiều. Rồi với hỏi mày làm ba cái bất động sản, hỏi bà có biết gì đâu mà chỉ tao. Suốt ngày ở nhà không, đi chợ nấu cơm lo cho con thì biết cái gì mà tao nói chi, đúng không? Đúng rồi. Nói chung công chuyện này em cũng không có hiểu đâu. Mà Nam nó nói ra cho em cũng thêm nặng đầu à ha. Không phải, ý là thì đúng là em không có rành về bất động sản, em không có biết là kinh doanh như thế nào hết. Nhưng mà anh phải nói cho em biết để em biết công việc của anh là hiện đang khó khăn như thế nào. Rồi anh gặp những cái gì để em biết, rồi em còn an ủi, em chỉ chia sẻ bên ảnh thôi. Rồi anh đi đâu anh làm việc với em cũng phải biết chứ. Còn lần này trời đi đâu em không biết, làm cái gì với em không biết. Mà trong khi ở ngoài đường anh biết hết trơn anh. Mày cũng kỳ. Thì bây giờ vợ không biết thì mình cứ nói cho vợ biết. Bữa nay không biết, ngày mai mình nói tiếp. Nói hoài nói mãi chắc chắn vợ mày sẽ biết. Cùng nhau chia sẻ chứ sao mày giấu. Bởi vậy mày vợ mày đã xin nghi là đúng rồi. Thì tao cũng hiểu ý mày đó. Mà tại thôi tao có nghĩ là thôi không biết cũng được, có gì đâu, mình tao làm vẫn được, hiểu không? Trời ơi. Ờ đúng rồi đó em. Nhiều khi nó em không biết lại càng tốt nha. Nó là như vậy nha, đỡ nặng đầu, đỡ nhức óc, người nó nhẹ nhàng á, khỏi phải lo, đúng không? Anh ơi, nhưng mà bây giờ em phải biết anh đi đâu chứ. Bây giờ ngoài đường xe cộ nguy hiểm, bây giờ anh đi làm gì mà em không biết là anh đi tỉnh nào, anh đi ở chỗ nào hết. Rồi đỡ anh có chuyện gì xảy ra rồi ai liên hệ với anh làm sao? Mày cũng kỳ, cái đó phải nói với vợ mày biết. Vì vợ mày ở nhà, vợ mày nó lo, cái này đúng, xe cộ nguy hiểm, đúng quá đúng rồi. Mày bậy quá bậy Nam ơi, cái đường nào mà binh mày được á. Gì á? Là nãy giờ mày bên ai? Thì giống như kiểu là đứng về hả? Công lý. Không. Đứng về công lý. Không, mày đang đu dây. Mày ở giữa cái đường dây là mày không có qua bên nào, mày đu qua giữa rồi nè. Bây giờ anh nói thẳng một tiếng đi, bây giờ em đúng hay chồng em đúng? Mày nói cho công bằng đi, ai đúng? Thì nói chung là vậy. Chồng em cũng có cái đúng, mà cũng có cái sai. Em cũng vậy. Em cũng có cái đúng và em cũng có cái sai. Hợp lại không? Vui hai bên không? Vui hai bên chưa? Vui hai bên chưa? Vui rồi đó, mà chưa có biết lý do tại sao mà vừa đúng vừa sai, giống như đứng ở giữa như mày á. Không trái không phải á. Thì ra thôi, giống như kiểu là như vậy. Mày đi công tác, đi công chuyện, không báo cho vợ mày biết. Thì vợ mày nó sẽ sinh nghi, nó sinh lo. Ví dụ như nãy vợ nói đó, đường xá xe cộ, dù mình nói mình qua nhà tao chơi đi thì nói thẳng qua nhà tao chơi. Hoặc là qua nhà tao bàn công chuyện, nói qua nhà tao bàn công chuyện. Lỡ mà không thấy mày về, nó điện ngay tao, nó biết được nó kiếm, đúng không? Đó là sai. Mày đó cũng phải rút kinh nghiệm, làm cái gì cũng phải chia sẻ với vợ, ôm đồm làm mình, rồi vợ mày nó đâm ra sinh nghi, đúng chưa? Cái đúng nè, cái đúng là có nghĩa là mày ham công tiếc việc, mày không muốn nói cho vợ mày biết, đúng không? Sợ vợ mày nặng đầu mệt óc nó đó. Đó là lo lắng yêu thương vợ, đúng là cái đúng, nói chưa? Có đúng có sai không? Đúng, cái đó là rồi đúng. Em cũng vậy. Cái đúng của em ở đây á là quan tâm lo lắng cho chồng của em, cái đó là đúng, nhưng mà thái quá thì cũng không được, đúng không? Nói chung rồi cái xin nghi xin nghi này nọ mình phải biết tính chồng mình như thế nào. Cũng thấy là hơi lớn tiếng, nãy em nói chuyện em cũng hơi bất lịch sự, em la làng luôn. Thôi chút em gọi điện thoại em xin lỗi ảnh. Giờ em cũng biết em sai rồi, em xin lỗi anh. Anh có bao giờ mà giận vợ lâu đâu, biết tính anh. Anh không bao giờ anh lớn tiếng cho, mai mốt vợ cũng vậy, có khách khứa đừng có lớn tiếng vậy. Dạ em cảm ơn anh, nhờ có anh mà hai vợ chồng em đỡ gây lộn, đỡ đi khỏi nhà. Ủa nhưng mà anh làm bên bất động sản đúng không? Làm bất động sản chứ bộ. Vậy anh biết á, 1 mét là khoảng bao nhiêu không? Không biết, tại vì ít ai mua 1 mét, thường ta mua không, là 2 mét. Em muốn hỏi anh 1 mét khoảng bao nhiêu anh giới hạn. Em lấy chồng em ra em đo. Không, anh chỉ cần giơ bàn tay là khoảng bao nhiêu. Khoảng đất, bao nhiêu? 1 mét đất hả? Vậy. Ê chà. Trời. Thiệt á. Mày á, mày biết cái lỗi của mày hôm nay lớn lắm không? Lỗi gì? Lỗi của mày là vợ chồng ta hạnh phúc mà mày ngồi đó đứng nhìn vậy kỳ vậy sao? Ồ. Nói với cảm ơn mày nhiều nha. Cảm ơn anh. Rồi mày và vợ chồng tao hiểu ra. Thôi giờ vậy nè. Dạ. Thôi. Em xuống làm cơm. Ủa giờ không về ngoại hả? À. Anh giỡn rồi xuống làm cơm đi. Rồi xíu nữa ngồi ăn uống nước với gia đình tâm sự chơi. Đợi con nhiều đó đó. Tôi vô từ nãy giờ rất là lâu rồi. Bà biết từ hồi tôi ở quán á, tôi chùi tôi về đây nè. Để tôi ăn, tôi ngủ vậy tôi đang ăn nhai, phải không? Sao bà bỏ tôi về